Chương trình tham dự hội thi của đội Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh với chủ đề Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, nơi ấy niềm tin, xin phép được bắt đầu. Bệnh viện Thành Vinh tiên phong đổi mới. Ở nơi đây lương tâm nơi đây tình thương. Bệnh viện Thành Vinh nguyện dân biết sức mình. Có gian nan thử thách bệnh viện phấn đấu vươn lên. Đội ngũ lương y hành trình vì người bệnh. Sự hài lòng người bệnh là mệnh lệnh con tim. Bệnh viện Thành phố Vinh với nơi hội tụ nghĩa tình. Bệnh viện Thành phố Vinh. Niềm tin của muôn người. Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đang vững bước đi lên hành trình đổi mới. Cán bộ nhân viên pháp sự đồng tâm quyết vươn mình thay đổi hướng tới sự của người bệnh ngủ mơ này. Công nghệ nâng cao ý đức sáng ngời, phục vụ bệnh nhân bằng tấm tay đức độ, ân cần như người thân lắng nghe và chia sẻ như người mẹ hiền đẹp. Bệnh viện chúng tôi không ngừng hoàn thiện, đổi mới toàn diện phát triển vững bền. Cơ chế tự chủ thay đổi tư duy, công nghệ mới đồng bộ được phát huy. Cơ sở hạ tầng khang trang xanh sạch đẹp, chuyên nghiệp hóa uy tín khám chữa bệnh. Bệnh viện Thành Vinh. Nơi trách nhiệm tình thương phục vụ bệnh nhân đã trở thành tâm huyền. Sau lần nào trong trinh nguyên là trái tim người thấy thuốc đau với nỗi đau đập chung nhịp đập với bệnh ngỡ nhân. Tự hào được sống trên thành phố đỏ anh hùng. Bệnh viện Thành Vinh đang từng ngày thay đổi, vì sức khỏe quân dân, vì tương lai xã hội. Bệnh viện Thành Vinh nơi đầy niềm tin. Kính thưa quý vị, với sự nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ nhân viên, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh là cơ sở khám chữa bệnh công lập duy nhất tại Nghệ An được Bộ Y tế trao tặng bằng khen về việc đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh giai đoạn 2015-2016, nằm trong top 10 bệnh viện có chỉ số hài lòng người bệnh cao nhất trên cả nước. Nơi đây tình thương và trách nhiệm, chữa bệnh cứu người dân tròn trái tim ta. Xuân xa kết những mùa hoa, cùng nhau hát tròn bài ca ân tình. Lời bác sang lòng ta, thầy thuốc như mẹ hiền. Vì bệnh nhân nguyện dâng hiến, bệnh viện Thành Vinh là niềm tin.
trời, mình đừng làm tôi lo mình ơi. Mình ơi, cố lên mình ơi. Cố lên. Đây rồi, ông bác sĩ. Vợ tôi kêu gào đau đớn, vậy mà xin các người chuyển lên tuyến trên từ hôm qua đến giờ. Các người cứ không cho. Các người coi thường tính mạng của mình như thế à? Xin bác hãy bình tĩnh. Tôi không bình tĩnh được. Điều dưỡng Linh, tình hình bệnh nhân thế nào? Báo cáo bác sĩ trưởng khoa, bệnh nhân Hoa kêu đau vật vã ở vùng thắt lưng. Tại cho làm xét nghiệm siêu âm và chụp phim, theo chẩn đoán ban đầu thì bệnh nhân bị cơn đau quặn thận do sỏi nhiều quặn trái 1/3 dưới ạ. Sỏi về đá chứ? Cháu người làm gì có sỏi? Có một cố sỏi thì có. Rồi mà cũng đưa chẩn đoán à? Kìa mình. Kìa bác. Thôi. Đau lòng mình ơi. Đứng giờ đó, đứng đổ mà điều dự. Bệnh nhân bao người đã chết noan vì lương tâm thầy thuốc. Trách nhiệm người thầy thuốc. Xin bác đừng nóng giận, trách nhiệm của chúng tôi người thầy thuộc bao đời trừ lương tâm trên hết mà cứu người là trên hết. Thôi, lương tâm trách nhiệm có một lương tháng thì có. Thôi không nói nhiều, để tôi đưa vợ tôi đi. Kìa bác, nếu bệnh viện này bất lực thì không cần bác phải nói, chúng cháu cũng phải chuyển bác gái lên tuyến trên. Điều dưỡng Linh, đưa bệnh nhân trở về phòng. Dạ. Này, cố định đưa vợ tôi đi đâu? Kìa bác, xin bác hãy bình tĩnh. Bác ơi, nhất định chúng cháu sẽ chữa khỏi bệnh cho bác gái. Bác cứ yên tâm. Anh dám? Người thầy thuốc phải chịu trách nhiệm cho sinh mạng của bệnh nhân bác à. Thôi, mình ơi, trời không nghe đất thì đất phải nghe trời thôi mình. Mình vào trong kia mình chữa bệnh, rồi mình về nhà với tôi mình nhá. Mình đừng bỏ tôi lại một mình nhá. Nếu mình có mệnh hệ gì thì tay bác sĩ này anh chết với tôi. Bác ơi, có bao nhiêu trường hợp người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ, đó cũng là nỗi đau của ngành y tế. Họ không có hiểu được rằng người thầy thuốc cũng là mẹ là cha, ân cần những người thân chia sẻ nỗi đau của từng người bệnh. Người thầy thuốc có tội gì đâu mà phải chịu hành hung đánh đập khi dành trọn đời để chữa bệnh cứu dân. Gác cả niềm riêng công việc gia đình, rèn tí luyện tài lương tâm và trách nhiệm, đối mặt với tử thần dành sự sống cho người bệnh đã trở thành mệnh lệnh con tim. Thôi, nói một đường làm một nẻo. Tôi vẫn nghe người ta thường nói có những người thầy thuốc tán tận lương tâm, sách nhiễu phiền hà vòi tiền của bệnh nhân. Thử hỏi lòng dân tin sao được. Kìa bác ơi, bác nào có phần đúng đấy, nhưng đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, chỉ là những cảnh khố mục giữa màu xanh đại ngàn. Tại sao bạn lại không nhìn vào một đội ngũ thầy thuốc đầy lương tâm trách nhiệm? Những nhà khoa học đã ngày đêm tìm ra những phương thuốc cho những căn bệnh lạ. Tại sao bạn lại không nhìn vào một người bác sĩ đã lấy máu của mình để cứu bệnh nhân? Tại sao hả bác? Dạ thưa bác sĩ. Tình hình bệnh nhân thế nào? Niệu quản trái bệnh nhân có một viên sỏi to 1/3 dưới gây suy thận cấp ạ. Hãy chuẩn bị phẫu thuật ngay. Dạ. Sao? Phẫu thuật nghĩa là mổ ư? Thôi bác sĩ ơi, tôi xin bác sĩ, tôi lạy bác sĩ. Xin đừng cho dao kéo vào người vợ tôi. Tôi sợ dao kéo của các bác sĩ lắm rồi. À, đây. Tiền đây, bác sĩ hãy cầm lấy. Chỉ xin bác sĩ chuyển vợ tôi lên tuyến trên. Kìa bác ơi, bệnh viện này không có những cò mồi mang danh thầy thuốc lấy tiền của bệnh nhân để rồi chuyển lên tuyến trên. Nhưng cháu dám chắc với bác một điều rằng bác gái nhất định sẽ khỏi bệnh. Bác cứ yên tâm. Vậy tôi xin nhờ bác sĩ. Cháu xin lỗi bác. Alo, tôi Đức đây. Sao? Anh nói cái gì? Vợ tôi bị tai nạn giao thông à? Tôi sẽ đến ngay. Bác sĩ, thế còn vợ tôi,
mai mổ. Thôi được, bác cứ yên tâm, cháu sẽ là người trực tiếp pha phẫu thuật này. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ ơi. Trời ơi, có những người thầy thuốc tốt như vậy ư? Vợ bị tai nạn giao thông mà chồng vẫn ở đây lo cho người bệnh. Đây, đây mới đúng là lương y như từ mẫu. Vậy mà bấy lâu nay tôi mất hết niềm tin. Mình ơi, tôi là người dân quê mùa không biết gì. Chỉ xin mình đừng bỏ tôi mà đi. Chỉ xin mình đừng bỏ tôi lẻ loi một mình. Kìa bác đừng quá lo lắng. Các bác sĩ sẽ phẫu thuật bằng phương pháp tán sỏi ngược dòng đấy bác ạ. Bác không biết ngược hay xuôi gì cả, nhưng có an toàn không hả cháu? Dạ, an toàn bác ạ. Ôi, thế thì tốt quá. Vậy mà bác cứ tưởng đây chỉ là tuyến dưới nên... Dạ, thưa bác, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã thực sự thay đổi. Ngoài phương pháp tán sỏi ngược dòng, bệnh viện còn triển khai kỹ thuật không xâm lấn như tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ, triển khai thành công một số kỹ thuật của bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương đấy bác ạ. Ôi, thật thế hả cháu? Dạ vâng, đúng vậy, là đơn vị đi đầu trong tự chủ. Tập thể cán bộ nhân viên luôn chủ động, sáng tạo, hướng tới sự hài lòng của người bệnh để bệnh viện trở thành niềm tin yêu của tất cả mọi người. Ơ kìa mình. Mình ơi, mình có đau lắm không? Không sao đâu mình à. Ơ kìa, các anh như chị tốt Hiền. Lắm. Bác sĩ Đức. Kìa mình, tôi đang định. Thôi, mình không phải đến nữa đâu. Mình ấy đi mà lo cho bệnh nhân của mình đi. Mình ơi, mình giận tôi lắm phải không? May mà tôi chưa chết. Nếu không thì anh có đến cũng không gặp được tôi. Mình ơi, mình cứ trách giận tôi đi cho thỏa lòng thỏa dạ. Người thầy thuốc không thể làm ngơ trước bệnh nhân đang đớn đau vật vã. Xin mình hãy rộng lòng mà tha thứ cho tôi. Biết nói làm sao cho em hiểu được lòng mình. Nghe thầy thuộc vinh quang và cay đắng. Quên hết việc gia đình chỉ chăm lo người bệnh. Em cứ giận hơn trách mắng anh đi. Em đâu có trách anh nhưng cùng mình thôi. Vợ bác sĩ mà phải tiền thôi bao chuyện. Em dành hết thời gian để chăm lo người bệnh. Giận mà thương hết giận em phải giận. Giận mà thương hết giận em phải thương. Hay! Hay quá, giận mà thương, hết giận em càng thương. Bác sĩ Đức, tôi quỳ xuống kìa đây bác, xin lỗi bác sĩ. Bác đừng làm như thế. Vì đã có những lời lẽ xúc phạm lúc trước. Cảm ơn bác sĩ, cả cô nữa. Xin cô đừng trách giận chồng cô. Chồng cô là một người thầy thuốc tuyệt vời cô ạ. Nào, cô hãy lại đây, cả mình nữa. Hãy để cho bệnh nhân được sống trong vòng tay của những người thầy thuốc. Này các cháu, không phải nói nhiều về niềm tin, sự thay đổi hay sự hài lòng của người bệnh, mà bằng những việc làm cụ thể như bác sĩ Đức, như các cháu ở đây, thì bác tin Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã thay đổi. Thưa bác, không chỉ riêng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, ngành y tế nói chung, y tế Nghệ An nói riêng đã thực sự thay đổi. Xin được nói lời cảm ơn và xin chúc mừng đơn vị đến từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và ngay bây giờ thì sẽ là sự lựa chọn của các bạn trong phần thi ứng xử. Xin mời các bạn sẽ đưa câu hỏi và tôi sẽ đọc ạ. Xin mời bạn sẽ đưa câu hỏi lại đây ạ. Vâng ạ,
Đơn vị đến từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh lựa chọn được câu hỏi số 15 ạ. Và đây là câu hỏi của các bạn. Anh chị hãy đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, góp phần xây dựng thương hiệu và uy tín của bệnh viện, liên hệ thực tiễn tại đơn vị anh chị đang công tác. Và bây giờ thì xin mời thời gian dành cho đơn vị Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh ạ. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới lời chào trân trọng tới quý vị đại biểu, ban giám khảo, toàn thể các anh chị em có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, góp phần tạo nên thương hiệu và uy tín của bệnh viện thì cần đồng bộ các giải pháp như sau. Thứ nhất là đổi mới phương thức hoạt động. Thứ hai, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Thứ ba, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Thứ tư, đầu tư trang thiết bị y tế. Thứ tư, đầu tư trang thiết bị y tế. Thứ năm, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ. Thứ sáu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Kính thưa ban giám khảo, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh là đơn vị tự chủ trong ngành y tế đầu tiên bằng thực hiện cơ chế tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân lực và tài chính. Cán bộ, nhân viên đã nỗ lực hết mình bằng việc đột phá ứng dụng công nghệ thông tin, mà cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh bằng cách khi ốt tiếp nhận, triển khai bệnh án điện tử thông minh, ứng dụng phần mềm thông minh, thẻ khám chữa bệnh thông minh cho người bệnh, chữ ký số. Bên cạnh đó, bệnh viện còn nâng cấp cơ sở hạ tầng, bệnh viện đồng bộ hóa, khang trang, bệnh viện xanh sạch đẹp, 100% phòng bệnh của bệnh viện có điều hòa để cho người bệnh sử dụng, công trình vệ sinh khép kín, không có mùi. Các khoa phòng đều thực hiện tốt phong trào 5S. Bên cạnh đó, các trang thiết bị được đồng bộ thế hệ mới như máy siêu âm thế hệ mới, máy MRI, CT, lavabo xét nghiệm siêu âm giải phẫu bệnh. Hệ thống phòng mổ thì đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thưa quý vị, bên cạnh đó, bệnh viện về công tác đào tạo thì chú trọng hàng năm sẽ có được đào tạo từ 30 đến 50 cán bộ được cử đi đào tạo học sau đại học và học lớp phương pháp cầm tay chỉ việc tại bệnh viện lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện cùng với sự hỗ trợ của tuyến trên phối hợp triển khai một số kỹ thuật của tuyến tỉnh và tuyến trung ương như phẫu thuật tránh sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ, phẫu thuật khớp háng, bán phần, toàn phần. Bệnh viện còn triển khai mời giáo sư khám chữa bệnh trực tiếp để tạo thuận lợi cho người dân được khám trực tiếp với giáo sư. Mỗi ngày bệnh nhân tiếp nhận từ 1.800 đến 2.000 bệnh nhân đến khám bệnh ngoại trú, có từ 600 đến 700 bệnh nhân điều trị nội trú và mỗi ngày có đến 30 đến 40 ca bệnh nhân phẫu thuật. Phòng công tác xã hội sẽ được bệnh viện thành lập và trong đó có tổ chăm sóc khách hàng hỗ trợ chăm sóc người, hỗ trợ cho người bệnh lấy thông tin khách hàng, khảo sát hài lòng người bệnh. Bằng sự quyết tâm của nỗ lực không ngừng của cán bộ, nhân viên y tế, bệnh viện đã xây dựng được thương hiệu và uy tín. Trong năm qua, bệnh viện đã tiếp đón đến 30 đoàn đơn vị các bạn tham quan, học tập và chia sẻ kinh nghiệm tại bệnh viện. Thưa quý vị, để duy trì thay đổi, để duy trì thương hiệu và uy tín của bệnh viện, thì bệnh viện sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu từng bước đạt bệnh viện thông minh, chuyên nghiệp và hiện đại, thực hiện bệnh viện thông minh, đổi mới an toàn, hài lòng người bệnh. Em xin kết thúc trả lời câu hỏi của mình. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Xin mời Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, chúng ta sẽ cùng đứng lại gần nhau đúng không ạ? Hai đơn vị sẽ vào ở giữa đi ạ. Ở giữa. Đây. Và thưa quý vị, ngay lúc này đây, chúng ta sẽ cùng đến với giải nhì ạ. Tất cả quý vị đoán là ai sẽ là đơn vị đạt giải nhất vào hội thi chúng ta? A
ai sẽ là đơn vị đạt giải nhất ạ? Thành phố Vinh ạ. Và ai nữa ạ? Ai ạ? Đơn vị Nghi Lộc đúng không ạ? Chúng ta chỉ có hai đơn vị thôi ạ. Tôi đã nghe một bên này thì dự đoán Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc, một bên này thì dự đoán Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Và khi mà Thưởng sẽ công bố đơn vị đạt giải nhì thì cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho đơn vị đạt giải nhất đúng không ạ? Và xin được nói lời chúc mừng đơn vị Bệnh viện Đa khoa. Tôi sẽ công bố số điểm trước ạ. Với số điểm phần thi ứng xử là 107,5, phần thi tiểu phẩm là 463, tổng điểm 570,5. Xin được nói lời chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc đạt giải nhì. Vâng ạ, cũng có nghĩa là Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh của chúng ta đã đạt giải nhất ạ. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Vâng ạ, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An sẽ lên sân khấu để trao giải nhì cho đơn vị đạt giải nhì của hội thi chúng ta. Đó chính là Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc ạ. Xin mời Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc sẽ tiến lên phía trước ạ. Vâng, và hãy cùng chúng tôi dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng đơn vị đến từ huyện Nghi Lộc ạ. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Minh Tuệ cũng sẽ tiếp tục nán lại sân khấu ạ. Vâng, và ngay lúc này đây hãy cùng chúng tôi dành những tràng pháo tay thật lớn hơn đi ạ. Xin được chúc mừng đơn vị đến từ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Minh Tuệ sẽ trao giải nhất cho đơn vị đến từ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Thưa quý vị, và cũng khi kết thúc hội thi của chúng ta ngày hôm nay tại cụm thi số 2 thì đơn vị đến từ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cũng sẽ tiếp tục tham dự với hội thi sân khấu hóa về tuyên truyền cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh tại cụm thi tỉnh ạ. Vâng, xin được nói lời chúc mừng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và xin trân trọng cảm ơn ông Trần Minh Tuệ ạ. Và xin mời ông Trần Minh Tuệ sẽ nán lại sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với các thành viên trong ban tổ chức. Ngay lúc này đây chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thành viên trong ban giám khảo sẽ lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm ạ.